nghi Diệu Di tự cầm bình sữa uống, cười tít mắt khi thấy mẹ. Sau 20 ngày mổ tách rời, hai bé song sinh Trúc Nhi Diệu Nhi không còn cần hỗ trợ hô hấp, tự hít thở, hết sốt, ăn ngủ ngon. Theo đại diện Bệnh viện Nhi đồng thành phố, sáng ngày 3 tháng 8, Trúc Nhi đã được cai máy thở hoàn toàn. Hai chị em tự hít thở bình thường bằng đường mũi, sức khỏe chuyển biến tốt đẹp. Trước đó, theo thể trạng của từng bé, các bác sĩ đã tiến hành cai máy thở dần dần, rút nội khí quản, rồi ngừng hẳn hỗ trợ oxy nhân tạo. Phần bó bột ở chân cũng được tháo dần, các bước đều được tính toán cẩn thận nên diễn ra thuận lợi. Hiện nay các cơn sốt đã hết, các bé tự cầm bình sữa uống, không cần điều dưỡng hay bố mẹ giúp đỡ. Lượng sữa được cung cấp tùy theo nhu cầu mỗi bé, trung bình từ 100 đến 120 ml cho 6 đến 8 cữ sữa mỗi ngày. Hai chị em tiêu tiểu tốt. Nhân viên y tế luôn túc trực theo dõi tình trạng bệnh nhi cả ngày lẫn đêm. Ngoài chăm sóc y tế, các điều dưỡng chơi đùa, hát ru, thỉnh thoảng cho các con xem hoạt hình, nghe nhạc giải trí. Hai bạn nhỏ bớt đau nhiều, thoải mái hưởng thụ hơn. Hai bạn nhỏ sống chung phòng nhưng để tránh nhiễm trùng, nhiễm khuẩn chéo, hai giường bệnh kê cách nhau hơn 3 mét. Tùy giãn cách xã hội, hai chị em luôn hướng ánh nhìn, quan sát nhau, cùng cười khanh khách khi bố mẹ hay điều dưỡng pha trò. Theo lời kể của một nữ điều dưỡng, Trúc Nhi và Diệu Nhi trời sinh vui tính, dễ mếu máo nhưng rất hay cười và hòa đồng. Chỉ cần giai điệu bài nhạc yêu thích chúc bé ngủ ngon vang lên là hai chị em tự giác nhắm mắt, ngủ luôn không cần các cô dỗ dành. Ba mẹ hai bé, anh Hoàng Anh và chị Hồng Thúy, ngày gặp lại thấy hai con gái tươi tỉnh và tách rời bình ổn, cũng nở nụ cười mãn nguyện. Gần tròn 14 tháng tuổi, táo mọc 5 chiếc răng, dâu mới mọc chiếc đầu tiên. Mẹ bé chia sẻ, ba mẹ vào thăm hai cục cưng thật vui, chị dâu tên thân mật của Trúc Nhi thì ngủ không thèm dậy, thấy ba mẹ thì méo xíu xíu, em táo Diệu Nhi mở mắt là cười toét miệng chơi với ba ngay. Hoàng Trúc Nhi và Hoàng Diệu Nhi ở quận 9 là hai chị em sinh đôi bị dính liền vùng bụng chậu, kiểu khiếm khuyết cực hiếm gặp trên thế giới. Hai chị em phát triển gần như trẻ bình thường, cùng lứa tuổi. Với mong muốn con được sống cuộc đời độc lập, ba mẹ và các bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật phức tạp kéo dài 13 giờ ngày 15 tháng 6. 19 giờ cùng ngày, hai cuộc đời độc lập chính thức bắt đầu. Các em tách rời nhau sau 13 tháng cộng sinh. 92 nhân viên y tế hàng đầu tại các bệnh viện miền Nam đã chung tay làm nên kỳ tích. Hai chị em cũng rất kiên cường, vượt qua ca đại phẫu thuật nguy hiểm nhưng nhân văn nhất trong đời.